Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình của VNTV và một lần nữa sự trở lại của anh Anthony Nguyễn. Chào Anthony. Chào chị. And hello VNTV. Again, Anthony Nguyễn with the Office of Congressman Scott Peters here to give you an update on US government, what Congress is doing and what the congressman's doing. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa anh Anthony Nguyễn là phụ tá pháp lý cho văn phòng dân biểu liên bang Congressman Scott Peters. Và ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ với chúng ta một cái tin cũng rất là nóng bỏng trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại, cũng như là người Việt của chúng ta ở trong nước. Thưa quý vị, từ năm 2014 cho đến năm 2017, thì đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ted Osius đã mãn nhiệm kỳ. Và bắt đầu từ tháng 11 này thì chúng ta đã có một vị đại sứ mới, phải không anh? Thì trước khi chúng ta giới thiệu ông đại sứ mới thì chắc mà chúng ta nhắc lại ông đại sứ đương nhiệm, tức là từ năm 2014 cho đến năm 2017, đó là Ted Osius, tất cả những công việc của ông đã làm trong 3 năm qua, phải không anh? Yeah. So for those of you that are following the news and are interested in US and Vietnam relation, you probably already know that Vietnam now has a new US ambassador. Before that, it was Ambassador Ted Osius, and he served from the end of 2014 to November of this year, 2017. So he's been in office and in service for about 3 years now. And in those 3 years, I believe he's done a lot of work for our community. The Vietnamese community here definitely appreciate his time in public service abroad in terms of strengthening US and Vietnam relationship. But he's also worked a lot on the democracy issue, the human rights issue of Vietnam. So we're hopeful that the new ambassador will continue fighting for those issues that are important to us here in the US. Vâng, thưa quý vị, trong suốt 3 năm làm việc làm trong cái chức vụ là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, thì đại sứ Hoa Kỳ ông Ted Osius đã làm việc rất là cực lực, và phải nói là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta tại Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam rất là hài lòng. Ông đã nỗ lực để thắt chặt cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và đặc biệt là ông chú trọng rất là nhiều trong lĩnh vực nhân quyền, phải không anh, tại Việt Nam. Và hy vọng rằng vị tân đại sứ của chúng ta sẽ tiếp tục những công tác của ông đại sứ Ted Osius, cũng như là sẽ nỗ lực hơn nữa. Thì thưa quý vị, bắt đầu từ tháng 11 năm nay chúng ta đã có một vị tân đại sứ, mời anh giới thiệu. Yeah. So the new US ambassador that was appointed and took office not too long ago, a couple of days ago, his name is Ambassador Daniel Quittenbrink. And he originally studied in from Nebraska and then went to grad school in Virginia. So he has a long career in terms of foreign service. So he has been abroad in many countries before Vietnam, including China and Japan. I believe he actually speaks those languages too. So that's sort of his background. He's a career diplomat and has been in this field for a long time. Vâng, thưa quý vị, vị tân đại sứ Việt Nam của chúng ta đã bắt đầu làm việc từ ngày 1 tháng 11 năm 2017, đó là đại sứ Daniel Quittenbrink. Ông là người đã có một cái thời gian làm việc rất là lâu rồi, phải không anh? Yeah. Và anh nói là vị đại sứ này có thể nói được nhiều ngôn ngữ, phải không? Dạ, thì ông biết nói tiếng Tàu, tiếng Nhật. Wow. Tại vì hồi đó ông cũng làm trong những cái nước đó rồi, thì ông cũng là biết về cái sự quan hệ của đất Mỹ với lại Á Châu. Wow. Thì ông cũng đi khắp mọi nơi ở bên đó, thì cho nên là tới Việt Nam này là cũng mới cho ông. Nếu quý vị lên YouTube cũng nghe ông nói được tiếng Việt, ông cũng wow, nói ok thôi. Thì có gì quý vị Google mà coi, mà xem cái đó. Thì chắc chắn là trong nhiều năm tới mà làm việc tại Việt Nam thì tiếng Việt của ông sẽ càng ngày càng giỏi hơn, yeah, phải không? Yeah. Giống như đại sứ Ted Osius, ông nói tiếng Việt rất là giỏi. Giỏi. Phải yeah, không anh? Thì anh sẽ trông chờ điều gì với cái ông đại sứ mới này của chúng ta? So because he's fairly new, we're still trying to see what his strategies and priorities are for US and Vietnam. So right now I believe he's meeting with government officials, getting used to the country, learning a little bit about the country, visiting different cities within Vietnam, including Ho Chi Minh City down the south and the central and the north. So Vietnam is a lot of major cities that he needs to visit. So I think the first phase of his career would be to learn about the country, and then hopefully in the coming weeks or months we'll get more information in terms of what his plans, ideas, priorities and strategies are moving forward. Vâng, thưa quý vị, trong cái thời gian đầu này thì ông tân đại sứ sẽ dành thời gian để tìm hiểu về cái sinh hoạt của người Việt Nam, và nhất là ba cái thành phố lớn của Việt Nam, cũng như là gặp gỡ với những nhà lãnh đạo của Việt Nam. Và sau đó chúng ta sẽ chờ xem ông sẽ có những cái chương trình hoạch định như thế nào trong thời gian làm việc của
sắp tới của ông. Anh nghĩ với cái vị tân đại sứ như thế mới của chúng ta thì có cái sự ảnh hưởng cũng như nó có cái tầm quan trọng như thế nào đối với cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại cũng như là người Việt trong nước? So I think when it comes to the Vietnamese community here and the new U.S. ambassador in Vietnam, it's important that we build a relationship with him because in ways he is our voice overseas to Vietnam, our country. And so we need to educate the new ambassador in terms of what we're concerned about, because a lot of the Vietnamese that are here in the United States left their country for different reasons. And we want to ensure that the U.S. ambassador understand those hardship, those stories, and so that he is educated on our history, and that way he can also serve as a voice for us while he's overseas. Vâng, thưa quý vị, với cái người đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thì rất là quan trọng với cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại, vì tiếng nói của ông là cái tiếng nói của chúng ta đến với lại chính quyền Việt Nam và đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, cho nên chúng ta cần phải thắt chặt cái mối quan hệ mật thiết với ông, để khi mà cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại có những cái điều gì muốn chia sẻ với ông thì chúng ta có thể phải cho ông biết là cộng đồng người Việt Nam của chúng ta khi mà có mặt tại Hoa Kỳ này với nhiều cái lý do khác nhau, thì chúng ta phải cho ông biết cái concern, tức là cái lo ngại, cái quan tâm của chúng ta, để ông có thể dùng cái tiếng nói của ông gây ảnh hưởng đến chính phủ của Việt Nam để có thể đem đến một cái kết quả tốt cho người Việt của chúng ta trong nước cũng như những cái mối quan tâm của người Việt của chúng ta tại hải ngoại. So yes, so I'm very excited for the new U.S. ambassador and looking forward to learning more about him in the weeks and the months ahead. For those of you that still follow Ambassador Ted Osius, and I know there's a lot of fans out there for him, just know that he will remain in Vietnam. He has agreed to be the vice chairman at one of the universities there. It's Fulbright University Vietnam, which is a university that was created from the U.S. and Vietnam. So he's happy to serve as the vice chair there. He'll be moving from North Vietnam down to South Vietnam in Ho Chi Minh City or Saigon to carry out those duties. So that won't be the last of Ted Osius. We'll definitely hear more about him in terms of his role there, and definitely looking forward to what the U.S. ambassador has in store. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chờ xem vị tân đại sứ Hoa Kỳ của chúng ta trong những năm tháng sắp tới, ông sẽ cái công việc của ông sẽ như thế nào. Và quý vị nào mà thường hay theo dõi những cái hoạt động của đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, thì thưa quý vị, sau khi mãn nhiệm kỳ là đại sứ thì ông tiếp tục ở lại Việt Nam và ông sẽ di chuyển từ miền Bắc xuống miền Nam, phải không anh? Yeah. Và ông sẽ là phó giám đốc của một cái trường đại học tên là Fulbright. Fulbright University Vietnam. Dạ, yeah. Và cái trường đại học này đó là được mở ra với sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Yeah, và cái chương trình học thì anh có biết như thế nào không? Giống như Hoa Kỳ hay như thế nào? Thì nó cũng giống như Hoa Kỳ. Yeah, So it's modeled after a lot of the American university here. That's the model of it. I believe they focus a lot on social science, public policy, things like that. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay với cái sự với những cái tin tức update của anh Anthony Nguyễn về tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Cảm ơn Anthony, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thank you everyone.